ấm áp bên mái nhà, nơi chan chứa biết bao nhiêu tình yêu. Cha mẹ sinh con, người nào sinh tính, có ai biết thế nào. Hãy chờ che nhau và cùng vun đắp về nơi mái ấm. Là nơi chờ, là nơi vỗ về, là tình yêu bao la ngập tràn mãi ở trong nhau. Hạnh phúc chỉ là về bên mái nhà, nơi bình yên mãi là nơi đây, bao buồn phiền nào cũng quên đi, chỉ có gia đình thôi. Mà em làm ở trung tâm luyện thi lâu chưa? 3 năm rồi. Giỏi. Trời ơi, mình sắp lập công lớn rồi. Ê, Tôn Kính ơi, Kính, Kính. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc không lo như vội chuyện cứ như tơ vò. Tao bụng quá, thầy. Thầy đi toilet, tụi em làm gì làm đi nha. Giải thích đi một lát thầy ra thầy coi cho. Ủa, con bay. Sao? Thôi tự làm tiếp chứ sao. Đi nè thầy. Trời ơi, tưởng gì một bài toán quá đơn giản. Đây, thầy chỉ cho. Còn bài này sẽ là thầy. À, bài này hả? Bài này thì nó như vậy nè. Nhưng mà đợi thầy đi toilet xong thầy ra thầy chỉ nha. Hả? Đâu? Nè, bài này nè thầy, tụi em giải không có ra. Trời, sao tụi em lúc nào cũng làm khó thầy với những bài đơn giản vậy. Đây, nghe thầy giảng nè. Lần thôi nha, rồi dạ. Nhớ. Đây. Tiện thể thầy chỉ luôn cho em bài này. Bài này là dạng mới nè. Bài này đó hả? Dạ. À, bài này thì nó cũng cũng thường thôi. Bài này thì thầy xin lỗi nha, thầy lại phải đi toilet nữa thầy. Sao hoài vậy? Không thể nào tưởng tượng được hai em cứ phải làm khó tôi bằng những cái bài đơn giản gì. Tôi sẽ chỉ là một lần nữa, tôi không chỉ là lần thứ hai. Tập trung kỹ. Dạ.
thật ra cái bài này nó đơn giản lắm. Nó chỉ cần một chút xíu nữa là ướt hết rồi. Ủa, quyển sách giải này ai để quên trong toilet nè? À, khoan khoan, dừng tay. Dạ. Cái này của em thôi. Của em hả? Ủa, em tìm nửa giờ luôn á. Bớt bỏ đồ linh tinh. Ủa, hồi nãy thầy nói gì? Tôi kêu dừng tay. Là tôi nói em á. Dạ. Tại sao em dám sử dụng sách giải? Tôi không thể nào chấp nhận chuyện có một người học trò không bao giờ động não như vậy. Còn cả cầu nữa. Ủa, dạ? Tôi kêu dừng tay là tôi kêu luôn cả cầu đó. Mắc gì em? Tại vì cuốn sách này đúng là cậu phải đưa cho tôi. Tại sao cậu lại đưa cho My? Cậu đang tiếp tay đúng không? Em có biết cái gì đâu. Tôi không nói nhiều. Em, tôi sẽ tịch thu cuốn sách giải này. Thôi, nhưng mà em dùng có chút không xíu không nói mà. Nhiều, không thể nào chấp nhận được. Não để làm gì? Thầy để làm gì? Đưa cuốn sách giải xuống đây ngay là tức, mau. Thôi, không nói nhiều. Ê thầy, thầy cứ tịch thu. Tùy quyền thầy xử lý. Dạ. Em đi lên. Làm bài tiếp đi. Dạ. Đúng là hay không bằng hên. Đường học thức kính đã xây khá vững, giờ kính chuyển sang xây đường tình duyên nè. Đảm bảo mì không đổ thì mì sẽ lộ. Làm gì? Nay làm gì đi đâu mà làm gì đều dữ vậy? Hai biết không, em mới vừa đọc được một cái cuốn sách rất là hay. Sách gì? Của một thi sĩ. Không phải thi sĩ, nói chung ổng là cái gì quên rồi, mà ổng là cái gì nhất nhất thế giới trái đất này đó. Sao? Ổng nói là khi bạn đi ra đường, chưa cần biết bạn ngu hay bạn khôn. Chỉ cần bề ngoài của bạn sạch sẽ, đẹp đẽ, gọn ghẽ, đẹp trai là thành công 90%. Đẹp trai. Nhà có kiến mà mình coi đi. Rồi hả nói, nghe chưa? Cái mà ghê. Ủa? Chứ bà sao? Nè, tự coi lại bản thân mình đi. Đâu đây? Làm gì đâu. Trời, chị hai mày mới đẹp nè, cái từ đó dùng cho chị hai nè. Đầu tóc thì rối nùi như bà điên, áo xanh, quần da beo. Nói chung không có dính đâu vô đâu hết trơn trời. Không được hả, không được hả? Gu thời trang gì mà lạ lùng. Vậy thôi để chị hai vô, chị hai đổi đồ. Đi đi. Cầm 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 cầm. Stop. Thấy chị hai stop. Stop. Thấy chị hai stop. Đợi chị hai đi. Dạ em nghe sếp ơi. Dạ dạ dạ, 5 phút nữa em có mặt liền. Dạ dạ, xin lỗi sếp. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bị chửi rồi, bị chửi rồi, quần áo bị chửi rồi. Thôi thôi, đi nha, đi nha, đi nha. Nhưng mà một cái người gì đâu. Tướng nó không đẹp rồi mà còn não cái vàng. Ủa? Hết tiền rồi. Hai ơi. Hai.
Diễm My xì tin cô ta người ít xinh đẹp xì tin dâu ơi, thầy tôn kính đẹp trai tới rước em nè. Diễm My, My, My ơi, My, My ơi, My, My, My đâu rồi? My, Diễm My, 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 không phải Diễm My. Không có Diễm My 10X mà có Diễm My 6X này được không con? Thằng đừng có kia. Cái nhà người ta có cái chuông, tại sao mày không bấm mà đứng đây la hét làm sao mày? Mày là thằng nào đây đây? À, dạ thưa cô, đầu tiên con xin giới thiệu với cô, con là Tôn Kính, 22 tuổi, một chàng trai mập mạp mỉm mỉm, dễ thương, là một người đàn ông với mẫu hình lý tưởng của tất cả các cô gái trên thế giới này. Và hôm nay con đứng đây, sở dĩ con không vào bấm chuông là vì hai lý do. Và con xin được tường thuật với cô. Thứ nhất, nếu như con bấm chuông, nhà người yêu con sẽ tốn tiền điện. Thứ hai là tại vì con muốn tập luyện cái chất giọng thiên phú trời cho, thanh cao, nội lực của con, để sau này con có thể trở thành một danh ca vĩ đại khắp Việt Nam và thậm chí là vươn lên hàng đầu thế giới. Trời, nghe nó lý sự kìa. Mày là Obina hả? Danh ca hàng đầu thế giới hả? Danh ca giống như con voi bự giống như mày hả? Cái tướng thì như con voi. Cái họng mày hả, la lét hả? Hồi nãy tới giờ á, sùm luôn, giống như một con voi đang giống nữa. Mày biết con voi không? To giống như mày vậy đó. Ở đây người ta là khu phố yên tĩnh, mà nghĩ làm sao mày đứng ở đây mà la hét âm sùm hả mày? Mày giỡn mặt tao hả mày? Tao nói cho mày biết trước nha, mà tao đang có em bé, mày la lớn như vậy á, em bé nó giật mình. Có chuyện gì sao chó làm sao hả? Chuyện gì mà xảy ra tới em bé của nhà tao á, liệu hồn với nhà mày? Gì mà kinh khủng như trời. Chờ có lâu không? Trời, anh chờ My là anh chờ tới xuân hạ thu đông gì cũng được. Mời My lên xe. Hay là anh mà lâu quá vậy? Thôi đi. Anh nói Mai nghe này nè, anh có chuyện muốn nhờ Mai giúp được không? Dạ không, vì anh có nhờ em cũng không có giúp đâu. Thì giúp hay không là quyền của Mai, nhưng mà trách nhiệm của anh là anh vẫn phải nhờ chứ. Thì thật ra đó, anh có cảm tình với Mai. Cái gì? Không, với My trong này nè, chứ không phải Mai đây. My thì anh không biết phải nói với My làm sao nữa. Thầy ơi, thầy là gia sư của em với lại My đó nha. Thì gia sư là trong lớp học thôi, ra đường thì đứa nào cũng như đứa nào. Gia sư đó gì, mình đâu có cần phải nề hà mấy chuyện đó hả Mai. Với lại thật ra anh thích My lắm, nhưng mà My không có cho anh cơ hội. Nói dài dòng là tôi nghĩ nghe nha. Thì nói chung là bây giờ anh muốn Mai á đi học trước đi, còn trong kia đó anh lo chứ. Anh lo. Quên đi, ta đây là nữ chung hào kiệt, không bao giờ làm những chuyện mất mặt như vậy đâu. À, tại hạ thiết nghĩ nữ chung hào kiệt cũng cần phải có một ít ngân lượng để mà thượng lộ bình an chứ hả?
nữ trung học Việt nghĩ thế nào? Ủa hai, nãy giờ hai nói gì vậy? Tại hạ nói rằng nữ trung hào kiệt cũng cần một ít ngân lượng để mà thân lộ bình an. Theo như quan điểm của em thì em nên để cho bạn của em có một khoảng thời gian để có bồ. Thôi em đi đây, bye bye. My My mai đi trước rồi, anh chở My đi học. Anh đừng có hòng lừa em. Em không đời nào đi cái xe cà tài nó của anh đâu. Xe của anh rồi. Nặng là mà nặng, ông mới nặng á. Trời ơi, học rồi kìa, dậy lẹ lên đi, học dậy lẹ lên. Dễ học rồi. Dễ không nổi mì ơi. Dậy đi, dễ là học rồi. Dễ là học của tôi rồi. Dậy lẹ. Dậy đi, dễ là học của tôi rồi. Xoài sao mà nặng nhẹ quá vậy? Ăn thì bà ăn đi, có ai nói tới bà đâu. Ý tôi nói nó ông tôn kính đó. Ủa sao vậy? Mặc dù tôi thấy ổng hơi dư sinh tố nhưng mà cũng đẹp trai chứ bộ. Bà thích hả? Tôi nhường á. Gu tôi không phải vậy đâu. Cảm ơn. Làm sao để thoát khỏi ổng bây giờ? Ổng lì thiệt sự luôn á. Bực mình mà. Ghét á hả? Mà phải làm theo những gì mà người mình ghét. Đúng là không còn gì bi kịch hơn. Hay là bà làm cho ổng thấy bà trở thành bi kịch đi. Anh Kính ngồi đi. Mời anh ăn. Kính nè, hôm nay My mời anh qua đây là để nói anh một chuyện. Thật ra My không thích anh không phải vì anh tự nhiên đến mức quá vô duyên. Không thích nó giảm nó tránh và học rồi mà. Thì đang nói giảm nó tránh nè. Anh Kính biết không, My nghĩ cuộc sống này nó vô thường lắm. Tình yêu là cảm xúc của cuộc sống, là sự thăng hoa. Vậy nên chúng ta phải tận hưởng mọi cảm xúc đó trong cuộc sống anh nhỉ. Chúng ta có cảm xúc với nhau đó. Nhưng My nghĩ mình nên kìm hãm sự sung sướng đó lại. Và phải cho qua đi mọi sự đau khổ trong cuộc sống, mọi sự hỉ nộ ái ố trong cuộc sống này, và làm tròn trách nhiệm của một người con ngoan trò giỏi. Và My nghĩ thật ra anh là một người rất đàng hoàng. Hứa với My từ nay về sau anh sẽ không nói nhiều và lăn tranh lóc chóc nữa. Nếu My chưa có tình cảm với anh có thể chờ cho đến khi nào My thật sự có tình cảm với anh, chúng ta sẽ đến bên nhau, có được không hả My? Anh Kính à, sao anh có thể nói ra những lời hay đến như vậy chứ? Anh nói đúng, cuộc sống này
chúng ta có nên một chút phẩm vị chứ đừng vô vị quá. Đúng rồi đó Mi à. Đối với anh, cuộc sống này nếu như vô vị sẽ rất nhàm chán. Sự vô vị ấy chỉ dành cho những con người nông cạn mà. Anh Chính à, anh muốn đi em. Cuộc sống này như vô vị. Đúng rồi, nó không có vô vị như vậy đâu. Đúng rồi. Ừ, uống vô ngọt. Nó rất là ngọt. Ừ, chứ không giống con nhỏ ngồi bên kia. Đúng rồi anh ạ. Ừ, con nhỏ ngồi bên kia vô vị đó, nó bỏ đi luôn rồi kìa. Đó. Ừ, anh có bà thấy nó đi. Thấy chứ. Thấy, đuôi đâu có đuôi đâu mà không thấy. Cuộc đời này mà. Đúng rồi. Thấy không? Thấy, thấy, thấy. Cái gì? Lấy ly rượu đây. Đúng rồi. Ồ, ồ, anh uống. Nè, anh xoài đi đi. Xoài. Anh xoài sẽ giúp cuộc sống ngọt ngào. Đúng rồi. Đúng rồi. Cuộc sống này như miếng xoài này anh ạ. Nó rất là chua. Đúng không ạ? Chấm thêm mắm tôm thì mặn. Ừ, đúng rồi. Mà không chấm mắm tôm thì cay. Đúng rồi. Anh vui quá Mia. Em cũng vui quá anh ạ. Nhưng mà thật là hiểu nha. Đúng rồi. Trẻ thời nay các bạn lại sống trong vội vã, các bạn làm việc ào ào, các bạn yêu ào ào, các bạn làm cũng ào ào, và nhất là các bạn ăn trong vội vã. À, đúng 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 rồi, con người ta muốn có phẩm vị chúng ta phải sống chậm lại, chúng ta phải yêu thương nhiều hơn và học nhiều hơn. Bên cạnh đó chúng ta cũng hãy đi chơi nhiều hơn, ngủ nhiều hơn và ăn nhiều hơn. Em có biết không My, người ta nói rằng có thực thì mới vực được đạo. Anh đi đâu vậy? Anh đi lấy trái cây. Thôi anh ăn như vậy á không có phẩm vị đâu, ngồi xuống đi rồi em lấy từ từ từng miếng cho anh ăn. Không đâu em, trên đời này bất kỳ điều gì cũng cần phải có lương thực trước cái đã. Và còn một điều, anh không muốn làm mệt mỏi thân xác của em, tất cả hãy để anh tự làm. Anh ăn vậy không có phẩm vị mà. Anh từ từ để em lấy ra cho anh. Anh Kết, ăn vậy không có phẩm vị đâu, mình ăn từ từ thôi anh. Trời ơi, hôm bữa anh ăn sạch tủ lạnh nhà em, mẹ em chửi em một lần rồi đó. Đó là chửi ông Vũ chứ đâu phải chửi anh đi. Thì ra My câu cá cùng một mồi câu hả? Đổi thính đi My, chiêu này xưa rồi. Dở trò gì nữa đây, xin lỗi nha, không có qua mắt được hai nữa đâu. Hai mày không có dễ bị gạt hoài đó. Kính ơi, hai này kính 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 ơi, kính kính. Ê, tỉnh ra nha, không có tôi cho anh không ai nữa. Đi ra. Nghe anh nói, hôm nay anh có chuyện nhất định phải nói với em. Bây giờ đi đây, ma cứu ta. Đi ra, đi ra. Ngon nào, đừng có la.